Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một bản nhạc rất là hay, Sun of the Dream. Bản nhạc này được viết bởi nhạc sĩ Kevin Kern. Thì cái bản nhạc này á, mọi người thấy thường nó sẽ đánh ở trong các bài nhạc chuông hay là trong các quán cà phê á. Thường chúng ta sẽ nghe mở đầu là này. Thì bản nhạc này á, thấy là tông gốc người ta chơi ở là pha thanh trưởng, và mình chuyển lên nửa cung là son trưởng, phải pha thanh trưởng mình chuyển lên là son trưởng để cho mọi người có thể dễ đánh hơn. Pha thanh trưởng thì hơi nhiều thang quá. Rồi bản nhạc này viết ở dòng son trưởng, chúng ta sẽ bắt đầu với dòng thứ nhất ha. Tay phải thì sẽ đánh vào nốt C trên này. Son la si son re. Đó. Bắt đầu này còn tay trái. Si. Thì sẽ là son si re son. Xong thêm nốt son. Chạy xuống pha thăng. Chỗ này thì các bạn có thể là đánh pha thăng. Xuống nốt mi dưới này rồi. Mi này ha. Thì chỗ này các bạn ý này. Khi mà đồ á, đồ châm rồi, nó đèn châm rồi. Đó, thì đến chỗ này hơi khó một chút nha các bạn. Thank you.
các nốt thì cũng không có là khó lắm. Nó được nối đi nối lại và nó vị trí nó theo theo cái quãng ở trên cao này. Và khi mà nó kết hợp tay trái thì các bạn phải chuyển xuống dưới này, buông cái phải trên này chuyển xuống dưới này. Sang cái lần thứ hai quay lại thì nó cũng lặp lại thôi, cũng là xong. Số 1 bỏ khung số 1 nhảy qua khung số 2 thì nó chỉ có một lần thôi các bạn. Chỉ có một lần thôi. Đó là son. Đó nó sẽ đi như vậy luôn. Đó nó đi là son. Xíu là cái phần tay trái hơi khó và cái lặp lại là thường nó sẽ lặp lại ở mi thứ, cái kiểu mi thứ, thì nó chuyển qua cái chỗ thứ này thì nghe nó êm đềm hơn. Thì chúng ta cần tập cái phần là tay trái chắc một chút, ví dụ mi này nó mi si son thank you.
là cái chỗ mi thôi, là si ở re, re do si la sol, sol nhảy về si la san fa mi, rồi lên nhảy lên si la san fa mi, đó là hết chỗ khó rồi đó. Xếp nhạc link bên dưới, các bạn cần thì thích bài này các bạn click vào link bên dưới nha các bạn. Bản nhạc khá là hay ấy. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Mình cũng không có thời gian để hướng dẫn kỹ hơn cái bài này được. Cảm ơn mọi người đã theo dõi nha.